liệu Tô Lâm có bị hạ như Đổng Trác thời Tam Quốc hay không. Còn khoảng nửa tháng nữa là bước sang tháng 10, cũng là tháng có cuộc họp lần thứ 10 của Trung ương Đảng để chia chác lại quyền lực. Ở hội nghị Trung ương 9 hồi tháng 5 và những cuộc họp bất thường sau đó, Tô Lâm đã thâu tóm quá nhiều quyền lực vào trong tay của mình. Tháng 10 là lúc ông phải nhả lại chức Chủ tịch nước sau khi mượn tạm để qua mặt Tập Cận Bình, thực hiện chuyến thăm Mỹ không chính thức. Sau khi Trung ương Đảng ăn chia xong thì sẽ tiếp tục cuộc chiến giành quyền lực. Chiến xong lại chia chác. Cứ thế, vòng xoay bất tận lặp đi lặp lại trên sân khấu chính trị của Việt Nam. Tô Lâm đã giành được quyền lực tối cao, Phe Hưng Yên đã được cơ cấu vào những vị trí quyền lực mới. Đáng chú ý hiện nay, Phe Hưng Yên có hai ủy viên Bộ Chính trị ngang bằng với phe Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau khi các phe khác mất mát quá nhiều, thì rất có thể họ lại tìm cách lấy lại những gì đã mất. Từ Tô Lâm, phe Nghệ An mất nhiều nhất, và đến nay phe Nghệ Tĩnh vẫn đang bị đánh tỉa. Tuy nhiên, nếu mỗi phe vẫn đứng riêng lẻ, thì rất khó có thể đấu lại phe Hưng Yên của Tô Lâm. Bởi Tô Lâm đang nắm vị trí cao nhất trong đảng, đồng thời nắm rất chắc Bộ Công an, thông qua đàn em là Lương Tam Quang của mình. Ít nhất hiện nay có 3 thế lực đang chờ thời, nếu có cơ hội họ sẽ phản đòn trở lại với phe của Tô Lâm. Đó là phe Nghệ An, Hà Tĩnh và thêm phe Thanh Hóa của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đấy là chưa kể đến phe quân đội, tạm thời quân đội đang chia rẽ, có nhiều nhánh quyền lực khác nhau. Việc quân đội thất thế trước công an trong thời gian vừa qua cũng bởi họ không đoàn kết. Sắp tới đây, Tô Lâm phải nhả ghế Chủ tịch nước cho phe quân đội. Chưa biết ai trong số 3 vị tướng quân đội đang là ủy viên Bộ Chính trị sẽ là người nắm chức Chủ tịch nước. Dư luận đánh giá khả năng cao là tướng Lương Cường. Tuy nhiên, dù là tướng Cường, tướng Nghĩa hay tướng Giang Lên thì cũng cần phải kết nối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để thiết lập một kết cấu vững mạnh để có thể cạnh tranh với phe Hưng Yên đang lên như diều gặp gió. Kẻ thù của Tô Lâm thì rất nhiều, dài từ Bộ Quốc phòng đến Ban Bí thư và cả trong chính phủ, thậm chí trong Bộ Công an cũng có luôn. Nhưng Tô Lâm hoàn toàn có thể kiểm soát được những kẻ thù ở trong Bộ Công an. Những kẻ thù đó chưa biết Tô Lâm sẽ bẻ họ như thế nào. Ép Tô Lâm phải nhả ghế Chủ tịch nước là thành công bước đầu của phe quân đội. Còn nếu muốn thành thế lực mới thì phải đoàn kết lại. Khi đó, phe quân đội không chỉ là chỗ dựa cho rất nhiều tướng tá, mà là còn chỗ dựa cho cả phe Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Khi phe quân đội đủ mạnh thì sức mạnh của họ sẽ được nhân lên gấp bội. Lại nhớ đến thời Tam Quốc khi Viên Thiệu dựng cơ khởi nghĩa chống Đổng Trác, các phe phái hận Đổng Trác lập tức kéo về tể tiệu. Nhưng kết cục Đổng Trác không bị hạ gục bởi phe khởi nghĩa mà bị tiêu diệt bởi một mỹ nhân. Có lẽ Tô Lâm không bị mỹ nhân hạ như Đổng Trác thời Tam Quốc bên Tàu, nhưng nếu Tô Lâm không cẩn thận, các phe phái như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa tụ về dưới trướng của phe quân đội thì khi đó thế lực Hưng Yên khó mà chống đối cho nổi. Hiện nay các đối thủ chính trị của Tô Lâm xem ông là mối đe dọa lớn nhất đối với họ. Những kẻ tham lam rất khó đoàn kết, cho nên khả năng các phe Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa tụ về dưới trướng phe quân đội cũng khó trở thành hiện thực. Lòng tham, sự ích kỷ dẫn đến con đường chưa đánh đã lo giành chiến lợi phẩm. Nhờ đó Tô Lâm sẽ hưởng lợi. Còn hơn một năm nữa là đến Đại hội Đảng lần thứ 14. Chính trường Việt Nam hứa hẹn sẽ có rất nhiều phim hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin liệu Tô Lâm có bị hạ bởi Đổng Trác thời Tam Quốc hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Cơ hội để Phạm Minh Chính phản công phe Tô Lâm. Theo thông tin nội bộ tiết lộ, Tô Lâm lệnh cho Lương Tam Quang sang tận Belarus chuẩn bị cho việc bắt cóc Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Như vậy, Tô Lâm đang chứng tỏ ông rất quyết tâm hạ cho bằng được đối thủ cuối cùng. Từng có kinh nghiệm trong việc tổ chức bắt cóc người tại châu Âu, Tô Lâm đã truyền cho Lương Tam Quang, vống Quang đang thực hiện nhiệm vụ này như là cách mà Tô Lâm đã làm cách đây 6 năm.
khi thông tin này bị tuồn ra ngoài xem như Tô Lâm từ thế chủ động chuyển thành thế bị động. Bởi mới trong giai đoạn chuẩn bị mà tin tức đã bị lộ, thì chắc chắn phe của Phạm Minh Chính sẽ tìm cách đối phó. Nhiệm vụ bắt cóc bà Nhàn với ông Lương Tam Quang khó hơn rất nhiều, bởi khi kẻ săn mồi bị lộ, thì con mồi sẽ nhanh chân trốn thoát. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hoàn toàn không phải là Trịnh Xuân Thanh. Từ khi trốn ở nước ngoài, bà Nhàn đã mai danh ẩn tích, không có một chút tin tức công khai nào. Trong khi đó, khi vừa đến được Đức, ông Trịnh Xuân Thanh đã gáy thật lớn, và chính tiếng gáy này đã khiến cho ông ta bị lộ. Ngoài ra, đứng sau bà Nhàn là Tập cục 2 của Bộ Quốc phòng. Bà trốn đi mang theo nhiều bí mật của những nhân vật lớn trong Bộ Quốc phòng, chứ không chỉ những bí mật với riêng đương kim thủ tướng. Trong đó, đáng chú ý là mối quan hệ giữa bà Nhàn và Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng tương tự như mối quan hệ giữa bà với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hiện nay, quỹ quân đội đang nổi lên và muốn cân bằng quyền lực với ông Tô Lâm. Đây cũng là cách để bảo vệ trong Phan Văn Giang và nhóm lợi ích của ông được an toàn hơn. Điểm yếu duy nhất của Bộ Quốc phòng là phe Tổng cục Chính trị và phe Tổng tham mưu trưởng không đoàn kết. Nếu ông Lương Cường và Phan Văn Giang bắt tay nhau, thì lợi ích chung của nhóm quân đội, thì phe quân đội hoàn toàn có thể hình thành một cục diện mới cân bằng với phe Tô Lâm tại chính trường Việt Nam. Giả sử phe quân đội đoàn kết, thì đây là chỗ dựa vững chắc cho ông Phạm Minh Chính. Bởi số phận của ông Chính và ông Giang đều phụ thuộc rất lớn vào bà Nhàn. Ông Tô Lâm vẫn đang truy bắt cho bằng được bà Nhàn để mà hạ Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhưng nếu để bà Nhàn rơi vào tay ông Tô Lâm, thì Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng không được yên. Cho nên khả năng cao phe quân đội sẽ ngả về Phạm Minh Chính. Nếu họ đoàn kết hình thành được một liên minh đủ mạnh để cân bằng quyền lực với phe công an. Ông Tô Lâm là con người nguy hiểm, nếu đổ lực ông ta sẽ đánh úp ngay. Giả sử phe quân đội không thể đoàn kết thì Tô Lâm sẽ bẻ từng người một như bẻ từng chiếc đũa vậy. Bởi ông đang là bí thư quân ủy trung ương. Ông Tô Lâm đang giữ chức tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, sức mạnh của ông đến từ công thức tổng bí thư cộng chủ tịch nước cộng công an. Nếu đến hội nghị trung ương lần thứ 10, ông Lương Cường lên chủ tịch nước rồi sau đó bắt tay với Phan Văn Giang, thì khi đó phe quân đội sẽ có công thức chủ tịch nước cộng quân đội để mà cân bằng với công thức chủ tịch nước cộng công an của ông Tô Lâm. Giả sử phe quân đội đoàn kết với nhau và liên kết với ông Phạm Minh Chính, thì khi đó phe quân đội sẽ là chủ tịch nước cộng thủ tướng cộng quân đội. Khi đó phe quân đội có thể còn mạnh hơn cả phe của Tô Lâm. Đây cũng là công thức tốt nhất cho Phan Văn Giang, Phạm Minh Chính và cả Lương Cường trước sự hùng hằng vô lối của ông đại tướng. Ông Chính đang ở thế phòng thủ, ông sẽ có cơ hội phản công lại phe Tô Lâm nếu Lương Cường lên chủ tịch nước và liên kết với cả ông Chính và ông Giang. Khi đó không hẳn sóng gió sẽ nổi lên với ông Phạm Minh Chính, mà ngược lại có thể sóng gió sẽ lại nổi lên với ông Tô Lâm. Dù cả Phan Văn Giang, Lương Cường và Phạm Minh Chính đều ở cửa dưới, nhưng nếu cả ba liên minh lại thì chưa chắc là cửa dưới so với phe của Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cơ hội để Phạm Minh Chính phản công phe Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.